Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày lễ vía Đức Chí Tôn của nền Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đạo Cao Đài, với hàng triệu tín đồ trong và ngoài nước ai cũng hướng về đền thánh, vùng đất thánh địa với lòng tôn kính. Đâu đó trong ngày đại lễ có hình ảnh của mỗi người chúng ta trong đó. Khi đã là người con của Đức Chí Tôn thì ai cũng muốn ít nhất một lần trong đời về với vùng đất thánh địa, nơi mà cha ta đang ngự. Nhưng không phải ai cũng đều về dự lễ được. Cho dù không về dự lễ được cũng sẽ đến các cơ sở thờ tự, các thánh thất gần nhất để tỏ lòng tôn kính. Với thân phận là người con trong đại đạo, mình xin phép làm video này cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Những ai không có mặt tại vùng đất thánh địa ngày hôm nay, chúng ta cùng xem những hình ảnh thiêng liêng về những tấm lòng thành kính của hàng triệu tín đồ Cao Đài từ khắp nơi trên thế giới, cũng như tại đền thánh đang hướng về một đấng cha chung. Đâu ai biết rằng trời sinh ra do đâu và sinh ra từ lúc nào, nhưng dân gian lại cho rằng ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch là ngày vía trời. Vía là tiếng Việt cổ, ngày vía cũng có nghĩa là ngày sinh. Dân gian có câu mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Ngày mùng 9 và mùng 10 tháng giêng theo phong tục cổ truyền là ngày cúng trời và cúng đất, được dân gian xem là ngày trời đất sinh ra. Theo Hán tự gọi ngày sinh là Đản Nhật, nói ngắn gọn là Đản, nên ngày sinh của Đức Phật được gọi là Phật Đản. Đức Lý Giáo Tông đã gọi ngày 9 tháng Giêng là ngày khánh đản Đức Chí Tôn, tức là ngày mừng trời sinh ra. Cho nên ngày này tín đồ đại đạo nơi thế gian cũng chọn là ngày vía Đức Chí Tôn, là ngày chư Phật chư tiên khắp tam thập lục thiên tam thiên thế giới đều đến hội họp, giống như là ngày hội bàn đào để hỷ chúc cho đấng tạo hóa của càn khôn vũ trụ và vạn vật. Lễ vía trời được tổ chức vào đầu mùa xuân, tháng giêng, mùng 9 và vào giờ Tý. Các thời điểm này hàm ngụ ý có liên quan tới việc tu học và hành đạo. Bài khai kinh trong đạo Cao Đài mở đầu như sau: biển trần khổ vơi vơi trời nước, ảnh thái dương dội nước phương đông. Mặt trời tức là thái dương mọc ở phương đông, nghĩa là bình minh xuất hiện, xóa tan màn đêm hắc ám. Ngụ ý sâu xa là ánh sáng của đạo Pháp xuất hiện để xóa tan tội lỗi, giải trừ vô minh và đau khổ của chúng sanh. Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Phương hướng thì có đông tây nam bắc.
cho nên chọn ngày viết trời vào mùa xuân, ứng với phương đông là hướng mặt trời mọc, cũng bao hàm ngụ ý thượng đế là nguồn sáng của đạo pháp cứu độ thế gian. Khi hành lễ vía trời vào ngày mùng 9 tháng giêng, người đạo Cao Đài luôn tự nhắc nhở mình luôn học và hành theo gương cứu độ nhân sanh của thượng đế, tức là cố gắng tu tâm bồi đức, học đạo cho thông suốt, sau đó theo đạo lý của thầy mà phổ độ nhân sanh trong kỳ ba này vậy. Thượng đế là nguồn sống, là khối đại linh quang, vì có đức háo sanh nên mới phân tách ra các tiểu linh quang, đó là con người và vạn vật. Vì vậy khi hành lễ vía trời vào ngày mùng 9 tháng giêng, người đạo Cao Đài tự nhắc nhở mình phải học và hành theo đức háo sanh của thượng đế. Tập đức háo sanh thì khởi đầu là ăn chay để tôn trọng mạng sống các con vật do trời tạo ra. Tập ăn chay ít nhất là 6 ngày trong tháng, cho đến khi quen dần rồi mới có thể giữ được trùng trai, tức là ăn chay quanh năm. Khi hành lễ vía trời vào ngày mùng 9 tháng giêng, người đạo Cao Đài tự nhắc nhở mình hãy học và hành theo tình yêu thương của thượng đế. Chỉ có tình thương mới là lễ phẩm xứng đáng nhất để dâng lên Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn còn dạy: các con khá biết rằng thầy hằng nói thầy là các con tức là thầy, có thầy mới có các con, mà có các con rồi mới có chư thần thánh tiên Phật. Thì con người là tiểu thiên địa, điểm linh quang nào muốn tạo Phật tác tiên cũng phải đầu thai vào thế giới hữu hình vật chất. Dẫu cho là một vị đại la thần tiên giáng thế mà không tu luyện cũng khó trở về ngôi cũ. Không phải trời sinh ra là ngày mùng 9 tháng giêng, tuy nhiên giờ tí ngày mùng 9 tháng giêng được các thánh nhân xa xưa lựa chọn để làm ngày lễ kính mừng ngày vía trời, bởi vì những thời điểm về giờ, ngày, tháng, mùa đều ẩn tàng ý nghĩa của đại đạo và đạo lý thâm sâu. Qua việc tìm hiểu các ý nghĩa đó, người tu có thể đem ứng dụng vào việc tu thân hành đạo để tiến hóa từ phàm nhân thành một bậc thiên liêng là tiểu linh quang, để trở về với trời là đại linh quang. Sau đây mình xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem lòng thành kính của các tín đồ đại đạo dành cho Đức Chí Tôn như thế nào trong ngày đại lễ nha các bạn. Thank you.
Thank you.
Bây giờ là 1 giờ đó các bạn. Bây giờ là giờ cúng đại đàn tại đền thánh, thì rất là đông tín đồ từ khắp nơi trở về đây trong ngày lễ với Đức Chí Tôn, kể cả bên hải ngoại cũng trở về đây ngồi kính sân đại đồng tả luôn các bạn, rất là đông tín đồ đợi đến cái giờ cúng đại đàn 12 giờ đêm. Rất là đông, rất là nhiều tín đồ. Bên đây là bên dành cho nữ phái nên rất là nhiều tín đồ nữ ngồi ở bên này. Để mình sẽ quay bên nam phái cho các bạn xem ha. Đây là bây giờ mình đang đứng ở phía sau đền thánh quay lên nha các bạn. Đây là bên nam phái. Bên nào cũng đông hết các bạn. Hiện tại ở trong đền thánh thì tín đồ rất là đông các bạn, các vị chức sắc đã ngồi ở trong rất là đông nên không còn chỗ ngồi nữa, kể cả những cái lan can ở phía bên hông đền thánh cũng rất là đông tín đồ. Các bạn nhìn thấy đông đến nỗi mà phải ngồi hai bên hông đền thánh và sân đại đồng xã, kể cả bên nam và bên nữ đều như vậy. Bên nam phái và nữ phái đều ngồi chính thôi các bạn, rất là đông luôn. Và nhìn ngoài sân đại đồng xã nè, thank you.
Thank you.